Nó nói quay à? Quay à? Ờ chị Trúc nói đi, hôm nay là ngày gì của chị? Thăm vô tóc, tóc sợi 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 mặt không? Nó dụ lắm rồi, tóc nó không đẹp. Chưa giàu mà. Nó được rồi, nó ăn. Bột quá à vậy? Tất cả. Gấp mì vô đi không? Dạ, dùng nước nước thôi nè. Nhớ là mình sợ. Sinh nhật của Trúc là gì? Sinh nhật Trúc. Không ai Trúc gì hết trơn. Trúc gì anh họ Trúc hay lắm á. Anh họ cái tổ Trúc anh họ. Thôi lên họ. À, Trúc gì Trúc trẻ khỏe đẹp. Sao nữa? Trẻ là trẻ sẵn rồi, khỏe khỏe sẵn luôn, đẹp đẹp sẵn luôn rồi. Chơi được rồi. Mẹ sinh nhật lần thứ 32 này hả? 33. Hơn nửa đời người này. Dạ. Nếu mà tính ra hồi xưa mình mới nói là 60 năm cuộc đời, còn bây giờ sống dai lắm. Đã 80 lần. Còn mấy năm nữa? Còn 3, còn 7 năm nữa. Đó. Có hai viên, nói chung là 4 viên đi. 4 viên. Cắp mì ra, ăn về. Quán chờ luôn hả? Quay ăn ăn chịu. Quay ăn luôn. Quay quá chờ rồi ăn luôn. Quay mì kìa. Mẹ quá trời đẹp luôn kìa. Đang ăn mặn. Bên đó nó không có tôi nhiều. Cục lắm mà. Bữa nay cũng chín à. Thôi tắt đi không mắc cỡ không được.